khi mình mổ ấy, hướng ấy, thì thôi mọi người không cần phải đo những gì nữa, mà cứ căng cái dây này ra và căng cái dây này ra, thì khi cái thành gỗ lên như thế này thì nó xong xong cái này xong xong này, đừng để chạm nhé, chạm là mình không biết là nó có xong hay không, cách trong một ly thôi thì biết là nó không chạm. Ê, bác cũng phải cho đội bảo trợ đấy, đến lúc thạo chạm rồi là khó nói chuyện với nhau đấy. Cái thứ hai là mình sẽ làm một đôi cho các cụ, chiều này là 1m55, chiều này là, vào trong giấy, chiều này 2m17, như vào video rồi 1m55 và 2m17 thì mình làm trên cái phần trên là cái am thờ của hai cụ, trên cụ ông ở bên trái và cụ bà bên phải, nghĩa đứng trong nhìn ra nam tả nữ hữu, nữ bên này, cụ ông bên này đấy, thì cái am thờ chung chung một cái am thờ một mái như này thôi, nhưng mà có hai cái bia bên trong, có hai bát nhang hay một hai một bát nhang cụ ông cụ bà mà một bát nhang nhưng hai cái bia, hai bia, hai tên người, hai bên, và một bát nhang ở giữa, thấy chưa? Xong dưới ra cái phần tiếp theo là cái phần dưới này, thì cái phần lỗ thiên ấy thì mình để chung một lỗ thôi, nhưng cái móng ở dưới ấy, thì mình sẽ là chia làm đôi, xây một ngăn từ 10 giữa, cụ ông đặt bên này, cụ bà đặt bên này, nhưng cái lỗ thiên ấy thì anh cho rộng ra, rộng anh tính làm sao mà tiểu đặt chỗ nào thì cái lỗ thiên nó bằng đúng không? Trung tâm. Vâng, nhưng mà nó rộng ra ấy, nó rộng ôm cả cái tiểu cho em. cái khoảng bằng cái tiểu luôn, để đúng trống rồi. Để trống luôn nhỉ? Nó ôm trống bằng tiểu để trống đấy, còn đến phần sau này thì anh có thể biết rồi nhé. Nói như thế một lần là đấy, 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 đúng không? Kích thước của thầy đấy ghi luôn vào trong cái chiều này là 1m55 và chiều này 2m17 rồi. Vâng, dạ, quá tuyệt vời.